Xin chào các bạn. Hôm nay cũng lâu rồi không có live stream. Giờ mình muốn live stream, đang làm lỡ dở trên mấy cái tem cho khách. Muốn live stream để chia sẻ cho tám chuyện với các bạn ha. Đầu tháng rồi thì ở tiệm mình chỉ làm một mình thôi, tại vì một cái người em lúc trước làm với mình á, rồi chào tất cả các bạn nha, nó nghỉ việc nên là công việc nó hơi lu bu một chút, tuy nhiên cũng tranh thủ những cái thời gian trưa hoặc là tối như vậy nè mình mới có thời gian rảnh để mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Có một bạn, mình không nhớ cái nickname của bạn tên gì, nhưng mà cái bạn đó có hỏi là mở tiệm photo là nên mua máy mới hay máy cũ. Thì mình nghĩ hiện tại bây giờ hầu như tất cả các, nhưng mà theo mình biết đó nha, hầu như tất cả các tiệm, hầu như là từ Nam chí Bắc thì hầu như là ai cũng sử dụng những cái dòng máy second hand, chứ không có ai mà sử dụng máy không ai sử dụng mà máy máy mới hết. Trên thị trường Việt Nam vẫn còn máy mới, nhưng mà máy mới thì sử dụng các cơ quan nhà nước thì họ mua thôi, chứ còn mà làm dịch vụ như mình thì theo mình nghĩ là các bạn nên mua lại những cái máy second hand, tức là máy hiện tại đang sử dụng nè, thì mình gọi là máy second hand. Thực ra đối với second hand á, thì nó có nhiều loại, nó có hai loại, một loại á, là hàng bờ, một loại hàng bãi. Như là trước cái video trước mình có nói rồi, tức là những cái máy second hand mà ở nước ngoài nó nhập về thì ở bên nước ngoài nó có một cái quy định rất là nghiêm khắc, tức là khi cái máy, cái đồ của anh sử dụng đến cái thời gian đó thì nó hết hạn thì bắt buộc anh sẽ bỏ ra cái bãi phế liệu và sử dụng làm máy mới, tại đất nước người ta quy định rất là chặt chẽ về cái vấn đề môi trường. Nên có mình một số người thì họ nói thì ở ngoài đó, bên đó thì ví dụ như tủ lạnh nè, những cái gì quạt đồ rất là mới nhưng họ bỏ ra ngoài, kể cả Singapore gì, Singapore là một đất nước rất là sạch sẽ. Thì ở đây mình hay khi mà người ta sử dụng xong ta bỏ ra ngoài, thì ở Việt Nam mình có một số công ty thì người ta mới làm cái giấy nhập khẩu những cái máy đó về. Thì về đối với về Việt Nam thì những cái máy đó rất là ngon, chạy không bao nhiêu, không không bao nhiêu ngàn bản hết, máy đó hầu như hoàn toàn là mới. Nếu mà đúng ra những người biết xài thì xài những cái máy đó rất là tốt, tại vì nó vừa rẻ tiền, nó vừa thu hồi vốn nhanh. Chứ còn khi mà các bạn mua máy mới thì vẫn có, nhưng mà cái giá tầm của nó thì gấp khoảng 4 lần cái máy second hand. Thế đối với những cái dòng mà máy Ricoh mà dòng cỡ 20 mấy năm trở lên đó, các bạn thấy nó rất là mắc. Nên do đó là khi mà mình mua mà bỏ tiền ra, mình làm dịch vụ mà mình mua bỏ tiền với số tiền đó thì mình thấy là nó không có ổn. Mình phải sử dụng máy second hand. Máy second hand hiện tại bây giờ những cái dòng máy Ricoh mà cỡ 20 mấy năm thì nó nằm khoảng tầm 35 triệu, thì cái mức độ thu hồi vốn của mình rất là cao. Bây giờ mình thử làm một cái phép tính, tức là khi mà mình mua một cái máy second hand 35 triệu với một cái máy cho nó 120 triệu đi ha, cho nó gấp 3 lần, thì về cũng với mức độ phô đó, cũng với mức độ phô ở bình thường như nhau, giá cả như nhau, chất lượng bản in như nhau, nhưng cái thu hồi vốn của cái máy ít tiền nó sẽ nhanh hơn, tại vì nó sẽ mua ít tiền thì thu hồi vốn nhanh hơn. Còn máy mà mua nhiều tiền thì nó sẽ nhiều tiền hơn, nó lâu thời gian thu hồi vốn hơn. Cái đó là vấn đề thu hồi vốn. Cái vấn đề sửa chữa thì mình nghĩ nè, các bạn thấy nếu mà ở ở cùng một thời điểm chạy những linh kiện thì với cái thời gian y như nhau thì hai máy nó hư như nhau, chứ không phải là máy mới. Mình nghĩ không phải máy mới, ví dụ như quy định của cái trống là
khoảng hơn 10.000 bản đi. Thì bây giờ máy mới hay máy cũ thì sử dụng trống nó cũng nhiều đó số tờ, nhiều đó số bản. Thì đến cái mức đó thì cái tuổi thọ trống nó sẽ giảm xuống và bắt buộc mình sẽ thay. Thì cái mức độ nó hư hao thì nó mức độ mình nghĩ nó giống như nhau. Thì do đó thì khi mình sử dụng, khi mình làm dịch vụ mà mình chú trọng vào mình mua những cái máy mới nha, nếu mà gọi máy mới máy máy đóng thùng máy thùng luôn thì mình nghĩ cái đó là không 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 thể nào mà lấy vốn kịp, không thể dùng lấy vốn lại được mà rất là lâu. Do đó có cái bạn nào hỏi mình thì hôm nay mình cũng trả lời cho thắc mắc các bạn theo mình nghĩ như thế. Và hầu như mình thấy đa số là người ta sử dụng máy CNN hết chứ không có ai mà sử dụng những cái loại máy mới mới. Máy mới thì cơ quan nhà nước thì họ đòi hỏi mua phải có hóa đơn đỏ rồi giống như là chút 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 này chút kia đó thì họ mới mua những cái máy đó. Thì cái máy nhỏ thì máy mới cái cơ quan nhà nước thì mua tầm khoảng 45 triệu mà chạy với tốc độ khoảng 25 35 tờ thôi. Tại máy mới thì nó như vậy, nhưng mà xài mình thấy cái cơ quan nhà nước xài cũng chừng có 2 3 năm là hư banh chành hết rồi cũng bỏ qua một bên. À, còn những cái máy như những tốc độ máy như mình đây nè, giá cả như thế thì nó chạy rất là ổn định. Và nếu mà mình biết sửa nữa, mình biết bảo quản máy thì nó chạy ngon hơn, nó chạy chất lượng hơn. Hiện tại bây giờ các bạn biết là cái giá cả thị trường cái gì nó cũng lên hết, nên là có một số có vài bạn thì cứ điện vô hỏi mình về cái giá cả như thế nào. Thì mình nghĩ các bạn nên tính toán làm sao, nếu các bạn cảm thấy các bạn lời thì các bạn tính, chứ các bạn cứ hỏi mình nhiều lúc là cái giá của anh tính sao, tại vì ở ở trong mình giá tính nó rất rẻ lắm, nó rất là khác. Và mình cũng gặp một số gọi là cô giáo cũng chuyển từ ở ngoài tận Hải Phòng vào ở dạy trong mình nè. Thì họ nói ở trong đây phô rẻ lắm, ở ngoài đâu, ở ngoài em là phô rất là mắc, phô một tờ giấy nó nhiều tiền lắm. Nên là mình nghĩ thì ở mỗi vùng nó có, mỗi vùng miền nó có, mỗi nơi nó sẽ có những cái cách tính giá, rồi người ta sẽ chấp nhận những cái giá đó thì mình làm ra đó. Nên các bạn đừng có điện hỏi mình, tại vì khi mà mình làm trong này á mà mình thấy chấp nhận cái giá của mình làm này mình lời thì mình nói với các bạn, nếu mà các bạn áp dụng người đó thì các bạn sẽ lỗ và các bạn sẽ thua thiệt. Nên do đó là khi các bạn tự tính giá, các bạn tự nhẩm. Nên mình nói khi các bạn làm một cái vấn đề gì thì các bạn cứ cứ tính toán rồi xem xung quanh mình á, nếu mà có tiệm xung quanh mình thì các bạn cứ cứ tiếp tục, các bạn cứ tìm hiểu giá đi. Hầu như nếu mà làm ở cái môi trường cạnh tranh thì ai cũng phải dò giá nhau hết cả. Thì do đó là khi đó các bạn cứ thoải mái đi dò giá, rồi các bạn tự sẽ ra được cái giá thành phẩm thôi. Rồi lúc đó mình sẽ làm, nếu mà những mới đầu thì mình mới ra mình muốn câu khách thì các bạn nên tính giá ưu đãi, tính giá rẻ một chút hơn tất cả các tiệm khác. Thì khi đó mình mới khi mà hút khách về rồi á thì mình mới cân bằng giá lại mình để. Nên đa số một số hồi xưa các bạn biết là khi mình mở tiệm ra là ở phía đối đối sau lưng cái đường của mình nó vẫn có một cái tiệm, mà cái tiệm của cái anh đó hồi xưa là làm rất là đông, hầu như là làm không kịp nghỉ mà làm giống như là lòng nắm, làm hầu như là làm tất cả các trường ở trong thành phố Phan Thiết. Nếu ở khu vực nơi khu vực ảnh hầu như khúc về ảnh hết tất cả các cơ quan nhà nước. Và có một đặc điểm là ảnh chỉ có photo thôi chứ ảnh không có một cái dịch vụ in màu nào hết. Mà các bạn biết cái công việc nó nhiều, có thể làm tới đêm, làm nhiều lắm. Và đến khi tiệm mình mở ra thì mình cũng tính giá cũng y như ảnh, nhưng mà con cái là mình chạy giấy thùng, mình chạy giấy kiện giấy thùng, mà giấy hồi đó mình chạy là hồi xưa các bạn biết là giấy Natural là cũng chất lượng lắm, hiện tại bây giờ nó cũng vậy. Thì khi mà người ta phô ra, người ta cầm cái tờ giấy á, những khách hàng cầm tờ giấy người ta sẽ biết mình là cầm cái tờ giấy xài giấy chất lượng. Chứ còn những cái tiệm mà xài nhiều á, là họ thường hay xài giấy cắt, mà giấy cắt các bạn biết là chỉ sử dụng cho những cái tài liệu ôn thi cho học sinh thôi, tại vì những cái đó là người ta không có cái nhu cầu mà sử dụng lâu. Còn những cái tài liệu của các cơ quan nhà nước hay những cái giáo án của các cô giáo thì chúng ta
bắt buộc phải phô giấy tốt một chút để người ta bảo quản, còn lâu giáo án thì có thể quy một năm trời. Và khi các bạn có được, các bạn chạy giấy thùng thì hầu như cái lượng khách nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ trung thành với cái tiệm mình hơn. Chứ còn nhiều lúc cái giấy cắt thì người ta sẽ bỏ đi hết à. Đa số mình thấy một số cái tiệm ở trong đây hầu như nếu mà xài giấy cắt thì ít có in được giáo án cho các cô giáo hoặc là những cái tài liệu của các cơ quan đâu. Tại nhiều lúc các cơ quan bữa nay người ta chú ý lắm tới là giấy. Nếu mà giấy mà mỏng quá người ta cũng không chịu. Tại vì người ta bảo quản nó không được lâu, nó hay bị dễ nhào với dễ rách á. Do đó là mình nghĩ nếu mà các bạn ở những cái vùng của bạn có giá cao thì các bạn nên chạy giấy thùng, các bạn đừng nên chạy giấy cắt. Tại vì giấy thùng á, theo một số theo mình chạy ở đó xưa giờ mình cũng đã thử là chạy giấy cắt rồi. Thứ nhất mấy bữa mình có làm một cái video clip là mình đã chia sẻ với các bạn tại sao là mình chọn giấy thùng, tại vì cái giấy thùng nó đủ cái định, đủ kích thước và nó đủ cái định lượng. Ta nói là đúng 70 thì đúng 70, chứ còn cái giấy cắt á, là hai ví dụ như một cái tờ giấy A4 thì kích thước của nó là ngang 210, dài 297, thì chặt ra khi mà khi mà đo lại thì nó không ấy đâu. Nhiều lúc mà các bạn biết chạy những cái tài liệu mà nó sát lề thì các bạn biết khi mà phô thì cỡ nào cỡ mấy nào thì mấy, chứ nó phải trừ lề không ba ba ly, ba ly bốn cạnh hết. Thì các bạn biết nếu mà ở những cái các có một số cái tài liệu người ta tiết kiệm giấy, người ta khi mà in á, in thì nó chuẩn giấy thì nó in sát, nhưng mà khi mà bỏ ra phô thì bắt buộc nó phải bị mất, thì do đó bắt buộc mình phải thu nhỏ lại. Nên do đó khi mà mình cũng đã test qua một thời gian, mà test một thời gian mình chạy thử giấy cắt thì mình thấy nó không hiệu quả. Thứ hai nữa là cái giấy cắt nó bụi rất là nhiều. Khi các bạn sử dụng giấy cắt á, thì các bạn phải dụ giấy, thì mục đích của dụ giấy là để dụ cái bụi giấy á, nó ra. Mà thường thường giấy cắt là những cái loại giấy hầu như chắc là giấy Việt Nam thôi, chứ thì chắc là những loại giấy vải bằng á, mình nghĩ thì đâu những loại bằng thì tất cả giấy Việt Nam thì nó rất là bụi rất là nhiều. Còn cái giấy thùng thì người ta đã xử lý rồi thì nó bụi cũng có, nhưng mà bụi rất là ít. Và giữa chạy mấy giấy cắt cái giấy thùng thì mình thấy cái giấy thùng nó ổn định rất là nhiều và hầu như nó sẽ không bị mất khách. Đến hiện tại bây giờ có một số người khi mà cái tiệm của mình đóng cửa thì người ta cũng chạy đi chỗ khác, người ta phô thì bắt buộc rồi, cái đó là cái nhu cầu công việc của người ta. Nhưng mà khi mà họ phô xong thì họ vẫn quay lại, họ nói chợ phô những cái tiệm kia giấy nó mỏng lắm, thì mình biết đó cái đó là loại giấy cắt rồi, thì họ vẫn thích cái giấy thùng và vẫn thích phô mình thì họ phải quay lại thôi. Thì đó mình thấy là cái hiệu quả mà để giữ khách là cái vấn đề, là cái giấy chạy của mình cũng là một điều quan trọng đó. Còn về máy móc thì mình nghĩ các bạn nên lên mạng, các bạn có thể tìm hiểu thêm. À hiện tại bây giờ mình cũng có một số cái tài liệu mà đợt trước cũng vô tình là cái có một bạn cũng xem video clip của mình ở trên YouTube, nhưng mà các bạn đó lại sử dụng Toshiba. Khi các bạn đó lên mạng tìm hiểu tài liệu thì các bạn chỉ toàn là thấy Toriko thôi, là các bạn ấy mới gửi link lại cho mình. Bạn ấy muốn là nếu mà có ai có nhu cầu thì mình share lại giùm, để cho ai cùng chưa chưa có thì có thể mình tìm hiểu thêm, hoặc là có tài liệu gì đó có thể giúp được gì đó, đó thì giúp. Thì mình có rồi, thì chắc để ngày mai gì đó mình sẽ để lên ở dưới video này nè, mình sẽ đưa lên private và mình để lên đó, là các bạn nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ đào đào về ha. Rồi các bạn nhiều lúc nào các bạn cố gắng tìm hiểu rồi các bạn cứ tự thay thế thôi. Và thật ra mình nghĩ đối với những cái máy mà các bạn sử dụng, các bạn làm có chừng 6 tháng, nếu các bạn chịu khó các bạn mày mòn chút thì có thể là các bạn ổn định trong 1 năm, các bạn ổn định, các bạn không thể nhờ đến thợ thay những cái lặt vặt như rum beo vệ sinh. Các bạn biết là trong cái bộ phận của cái máy photo, cái thay khó nhất là cái bộ phận khó nhất là rum với lại cái từ. Tại vì khi mà cái từ á, nó rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là cái từ nó bị đóng cục nè, mấy cái phố từ nó bị cứng nè, rồi từ nó không đều nè, từ nó ít nè, thì mình phải biết những cái xử lý đó thì nó cái bản in nó ra mới đẹp.
Hầu như hồi xưa giờ có một số bạn thì nói là thôi chỉnh thông số trong máy, nhưng mà hồi xưa giờ mình làm mình không có chỉnh thông số trong máy, mình chỉ chỉnh ở cái bộ phận từ thôi, thứ từ thôi, mình chỉnh cho nó cũng đừng ít quá đừng nhiều quá thì mình nghĩ nó ok hơn. Chứ còn các bạn mà cứ để chỉnh cái thông số trong máy mà các bạn tăng bậc lên thì nó cũng không hiệu quả đâu, mình nghĩ nó như vậy. Với lại nó phức tạp, mình là đối với cái thông số phần mềm ở trong cái máy thì mình không có rành, đối với những cái đó thì chỉ có thợ rành thôi. Thì mình nghĩ thì mình nếu mà các bạn thấy từ mỏng thì các bạn nâng từ lên một chút thì nó ok. Còn cái bộ phận rum, cái khó nhất đó là cái độ mực ở cái lá mía. Có thể có nhiều lúc mình dán có thể là dán 2 lần 3 lần là nó mới hết đổ được, có nhiều lúc dán vô đổ liên tục, tại nhiều lúc trong những cái thao tác đó, có thể mình kéo dạn quá rồi nó ấy. Nên là nhiều lúc là mình nghĩ những cái gì các bạn làm thì các bạn cứ từ từ, các bạn nếu làm được một lần thì mình làm lần thứ hai. Chứ nhiều lúc đây đôi khi mình vẫn còn bối rối những trong cái chuyện dán lên lá mía, trong khi là cách tháo ra cái đồ là mình rành rồi đó. Nhưng mà mình nghĩ các bạn nên nếu mà làm không được thì các bạn cứ từ từ các bạn mày mò nha. Còn cái gì không ấy thì các bạn có thể là để lại comment ở phía dưới để mình đọc được, mình trong cái khả năng của mình thì mình chia sẻ cho các bạn. Tại các bạn biết là đối với những cái dòng máy mình hồi xưa giờ mình từ khi mở tiệm đến giờ mình chỉ sử dụng dòng máy 1075, 2075 và cái đợt rồi là cái con 4075 á. Thực ra 4075 thì nó giống như là 2075. Thì những cái dòng máy ví dụ như 1060 nè, 1060, 1075, 2060, 2075 và những cái dòng 4075 á, là service hầu như là nó tương tự với nhau, chỉ có những dòng 10 đến dòng 70 á là những cái linh kiện có cái nó giống có cái nó không giống. À, còn đối với những cái 10 với cái 7 cái 2075 á thì có những cái linh kiện lại không giống nhau. Nên do đó mình lúc trước mình có nói một số cái kinh nghiệm là khi mình mua máy thì mình nên mua hai cái con máy nó cùng dòng với nhau, để khi mà mình có vấn đề gì trục trặc thì mình lấy cái con bên này mình tắt qua con bên kia để mình chạy cho nó cái công việc của mình nó trơn tru hơn. À, nên là trong khả năng của mình có mình biết cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, còn nếu mà mình không biết thì mình sẽ cho các bạn cái số điện thoại mà của anh Hiếu ở trong Sài Gòn á. Cái anh đó giúp mình rất là nhiều từ lúc mở tiệm rồi những cái gì mà mình biết á là anh chỉ lại đó, thì mình cũng học từ ảnh rồi mày mò từ từ, nên ảnh rất là nhiệt tình. Nên một số cái video trước mình cũng cả hỏi ý kiến anh rồi, nói là nếu mà có bạn nào mà xem video của mình hoặc là xem tại bên anh Hiếu là ảnh cũng có cung cấp, lúc trước ảnh làm cho công ty khác cũng bán máy vi tính, nhưng mà sau một thời gian xong thì ảnh mới tách ra ảnh làm riêng. Hiện tại bây giờ ảnh cũng đã có công ty máy vi tính rồi, ảnh bán máy photo rồi, cũng có bán linh kiện, bán mực, bán đồ. Thì nếu các bạn nào mà tư vấn hay là muốn mua gì đó thì có thể các bạn gọi cho ảnh để ảnh tư vấn, nếu được thì nếu giá cả ok thì các bạn hãy ủng hộ anh nhé. Tại vì anh nói mình thấy làm việc 7 năm 8 năm nay mà thấy rất ok. Hiện tại bây giờ tất cả những cái dòng máy mà mình đang xài là máy của anh cũng cung cấp hết. Tại chỉ có một cái mà mình thấy hay nhất đó là khi những cái máy móc có những cái vấn đề gì trục trặc thì ảnh đều hỗ trợ cho mình hết. À, có thể là hỗ trợ qua rồi mình gọi Zalo rồi ảnh chỉ trên Zalo cho mình luôn, hoặc là một số cái phần mềm cài thì ảnh chỉ qua cái phần mềm quản lý từ xa đó, ảnh lên đó cài luôn cho mình. À, thì đó là một trong hay điểm hay của cái anh Hiếu. Sẽ có nhiều bạn cũng mua máy rồi, nhưng mà cũng có nhiều công ty mua máy nhưng mà chắc chắn nó sẽ không có chăm sóc khách hàng chu đáo đâu. Mình làm cái gì vậy thì khi mình làm lần đầu tiên thì phải nghĩ tới khách hàng, tới lại lần thứ hai các bạn ha. Rồi cái
bộ tài liệu đó ngày mai mình sẽ để link ở phía dưới cái video này nha. Các bạn cứ vô, các bạn cứ cứ search để ngày mai mình có thời gian nha. Chắc là trong trong ngày mai thôi, hoặc là trễ lắm là tối, mình khi có thời gian nào. Đang biết là bữa nay lính của mình nó đã nghỉ rồi, bữa nay chỉ còn một mình anh thôi, một mình làm thôi. À, đôi khi là bữa nay là sáng sớm là khoảng 6:30 mình ở là có mặt ở tiệm rồi. Và tại hiện tại bây giờ là mình đang có công việc nên là mình ở sát cái tiệm, mình mới có thời gian tối này cho các bạn nè. Thì khi có rảnh á, mình sẽ up cái tài liệu lên để cái driver cho các bạn, hoặc là nếu các bạn muốn ấy thì các bạn để lại cái mail nha để mình gửi cho các bạn. Rồi, buổi live stream tới đây là hết nha. Hồi nãy giờ nói chung là mình live stream bằng điện thoại nên mình có một số bạn chào mình nhưng mà mình không 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 có đọc được, mình thấy thoáng qua thôi. Thôi bây giờ mình chào lại hết tất cả các bạn nha. Rồi tài liệu thì ngày mai mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi bây giờ chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ ha. Chúc các bạn công việc một ngày